Xin chào anh em, nay Aquazon xin giới thiệu với mọi người đèn tròn 4 hàng bóng tăng màu. Tại sao lại gọi là tăng màu thì mình cùng nhau unbox hộp đèn này nha. Đầu tiên thì chúng ta có công tắc điều chỉnh bật chia tắt tiện lợi, không cần cứ phải rút điện phiền toái nè. Tiếp theo đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, chiếc đèn LED tròn Ekemen 4 hàng bóng tăng màu. Sản phẩm đã bao gồm cục hít gắn đèn vào thành bể nha. Đây là những bóng LED, bóng được bao bọc bởi lớp thủy tinh trong suốt cứng cáp nên rất an toàn cho bóng đèn LED nhé. Các bạn tìm đầu nối của pin và bóng đèn để nối lại với nhau. Sau khi unbox thì giờ Aquazone test thử đèn lên màu như thế nào nha. Mình sử dụng bể 80 để test thử lên đèn. Trước đó thì các bạn nhớ gắn hai cục hút vào thành bể để đỡ đèn nha. Gắn xong rồi sử dụng công tắc bật thử đèn nha mọi người. Mở lên là thấy ánh đèn vàng tỏa hết toàn bộ bể, màu cực kỳ là rõ nét. Mình thử xoay ánh sáng di chuyển xung quanh bể cho mọi người xem nhé. So với những dòng thường thì những bóng LED ở đèn 4 hàng bóng tăng màu này được nâng cấp màu thêm, nên có thể làm rõ, đậm màu hơn. Nhớ follow Aquazone để xem thêm các sản phẩm khác nữa nhé.